Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay iGen sẽ hướng dẫn các bạn cách đánh số tự tự động trong Excel mà không cần phải gõ từng số vào mỗi ô. Thì để đánh số tự tự động thì với cột số tự này chúng ta sẽ thao tác như sau. Bước 1 các bạn sẽ nhập số 1 và 2 vào hai ô đầu tiên. Bước 2 các bạn sẽ bôi đen hai ô vừa nhập. Bước 3 các bạn sẽ đặt con trỏ chuột vào dấu cộng và kéo xuống đến hết bảng. Và như vậy chúng ta sẽ được một bảng đã được đánh số thứ tự. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Video được thực hiện bởi iGen Group.